Áo mới đến trường, một chương trình thiện nguyện thường niên với sự chung tay của rất nhiều đơn vị nhằm hỗ trợ trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn được đến trường với điều kiện sống tốt đẹp hơn đã diễn ra đến nay là năm thứ 10. Cuối tuần vừa qua, chương trình đã đến với các điểm trường thuộc trường tiểu học Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Chúng tôi đã vượt qua một quãng đường dài với nhiều đoạn đường gập ghềnh để vận chuyển đồ đạc đến tận nơi. Chúng tôi còn phải đi qua một chiếc cầu có vẻ khá nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất đáng giá và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có mặt trong hành trình thiện nguyện này. Các em có quần áo, đồng phục mới thì tôi thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Có đồng phục mới rồi con sẽ thích đến trường hơn, vui chơi với các bạn nhiều hơn. Quần áo mới con thấy rất là đẹp và nhiều màu sắc, con rất thích bộ quần áo mới này. Trước đây thì chỉ có một đoàn xe chưa đến 10 xe, nhưng hiện nay thì 30 xe tham gia thực hiện chương trình và vận chuyển ngoài quần áo, sách vở, các vật dụng thiết yếu thì chúng tôi còn đưa đến các điểm trường như là tivi, tủ lạnh, đệm để phục vụ cho cái cuộc sống của các em và thầy cô được trở nên tốt đẹp hơn. Các con có những tấm áo mới mặc khoác trên người, đó là niềm vui phấn khởi động viên cho các con khi sắp đến ngày khai giảng. Xin gửi tới toàn thể các con luôn luôn học giỏi, chăm ngoan, vâng lời cha mẹ cũng như là các thầy cô. Và mỗi một ngày đến trường của các con sẽ là một niềm vui và các con sẽ yêu thích đến trường.